Vâng. Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube của trung tâm bảo hành Thế Bình. Và trước mặt các bạn đây là một con TV Samsung ạ. Và hôm nay mình sẽ mở con TV này ra cùng các bạn sửa chữa xem con TV này nó hỏng gì và hướng sửa chữa ra làm sao. Các bạn xem video của chuyển thì các bạn thấy video của tôi tiện ích thì các bạn hãy đăng ký kênh cũng như chia sẻ kênh để ủng hộ mình các bạn nhé. Và với video này như chuyển đang sở hữu 3 kênh YouTube và trung tâm bảo hành điện tử Thế Bình là kênh số 1, kênh chuyển vlog là kênh số 2 và kênh Phạm Văn Chuyển là kênh số 3. Mong mọi người hãy vào xem cũng như đăng ký kênh để ủng hộ chuyển các bạn nhé. Bây giờ tôi sẽ trực tiếp hướng dẫn các bạn sửa chữa con TV Samsung này 4mm ạ. Trước khi vào sửa chữa thì cũng như mọi con TV thì tôi sẽ cắm điện. Rồi tôi sẽ cắm điện nguồn và tôi sẽ kiểm tra. Con này có đèn đỏ nhấp nháy các bạn này. Và con TV Samsung này thì có đèn đỏ nhấp nháy. Nhưng mà chắc là không mở nguồn rồi. Rồi. Thì để biết được con TV này đang bo nguồn này thì nét màn hình nó không thấy sáng các bạn này. Nét màn hình nó không sáng. Và chuyển sẽ kiểm tra sơ đẳng để các bạn xem. Rồi. Cũng như kiểm tra sửa chữa thì nó là cái tối thiểu cơ bản. Thì tôi sẽ để cái máy quay gần vào để các bạn xem và biết được cái thao tác của tôi làm như thế nào ạ. Một video rất là thực tế mà tôi sẽ hỗ trợ các bạn nhé các bạn nhé. Ok. Bây giờ tôi sẽ đo hai đầu tụ độc nguồn. 298V là con này đã có nguồn rồi các bạn nhé. Đã có nguồn vào đầu tụ và nó không tự động nó mở nguồn. Không tự động mở nguồn thì nguồn cấp sau này, nguồn 13V này tôi nghĩ là chưa có. Đúng không ạ? Chưa có này. Đấy. Và nó chỉ có nguồn cấp trước thôi. Cấp trước có rồi. 12V cấp trước. Cấp trước thì nó con này với con này thì mình nhìn trên thực tế các bạn ạ. Thì con này nó đã có nguồn này. Nó đã có nguồn ra nguồn cấp trước, nguồn dây là đã chạy rồi, công suất là đã chạy rồi. Và con này không có nâng áp này, 300V là không có nâng áp này. Không có nâng áp. Rồi. Không có nâng áp phải tại sao cái nguồn 13V này nó phải câu nệnh à? Phải câu nệnh cho nó mở nguồn à? Để biết được nó nguyên lý hoạt động của cái bo nguồn này như thế nào thì tôi sẽ mở cái bo nguồn này ra. Chuyển sẽ mở cái bo nguồn này ra các bạn nhé. Để mình xem cái nguyên lý hoạt động của cái bo nguồn này như thế nào. Rồi, một cái bo nguồn rất là sáng sủa đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ phân tích như sau. Sau quá trình mình nhìn sơ đẳng qua một cái bo nguồn này thì con bo nguồn này bố trí rất là nhiều linh kiện và nó chỉ có một cái nguồn chính các bạn ạ. Một nguồn chính. Mình sẽ đo hai tụ đầu tụ đồng nguồn trước đi để nó xem nó xả nguồn đã chưa. Rồi đã xả nguồn rồi. Này mình sẽ không bị sợ giật. Nó sẽ có cái nguồn cấp trước này. Nguồn AC vào đến chạy đến hai đầu tụ 300V qua một con IC công suất khuếch đại vào qua một con IC công suất này. Sau đấy là nó sẽ chia ra hai nguồn. Cái nguồn 13V thì nó qua những con đóng mở này. Qua con đóng mở này. Thì lúc nguyên tắc của nó từ cái nguồn cấp trước này có rồi thì hai con đóng mở này lúc mình đo ở hai đầu diode này nó phải có nguồn đúng không ạ? Nó phải có nguồn. Nhưng mà mình đo, bây giờ mình cắm vào mình đo lại luôn để cho các bạn dễ hiểu. Đây nhá. Khi mà cái con
Đây mình phân tích luôn này, nguồn cấp trước đây ạ. Đây nguồn cấp trước đây. Lúc mình đo nguồn này có này, 10V này là 5V ra đây, thế chính tỏ nguồn cấp trước đây. Ra đây, chạy ở đây. Và đây đây đúng rồi, nguồn cấp trước có rồi. Và những cái con đóng mở này. Ở đây này. Những con IC đóng mở này nó đóng mở cho nguồn cấp sau. Con này nó đóng mở cho nguồn cấp sau này, đúng không ạ? Nó mở nguồn cấp sau thì nguyên tắc thì các bạn phải đo mấy đầu này nó phải có nguồn luôn, đúng không ạ? Như con này đo mấy con tụ này, đầu tụ này khả năng nó không có nguồn. Thì tại sao nó lại không có nguồn? Đúng không ạ? Bởi vì nó qua con đóng mở thì có con nó phi nguồn ra trực tiếp và con nó phải đóng nguồn. Đây, mình sẽ đo lại. Cái nguồn này đang bị rít nhé các bạn nhé. Đang rít, dao động đang có vấn đề. Mình thấy nó chít ấy. Gió mạch lên thì lại thấy hết. Đây, tôi sẽ đo là các bạn này. Năm vôn cấp trước tốt này. À đây, 78V có này. Đấy, bây giờ nó lại chạy này. Rồi, như thế này thì nguồn lại chạy bình thường rồi các bạn. Chính tỏ con này đang hở mạch ở đâu đấy. Bởi vì lúc vừa rồi các bạn xem mình đo đấy. Các bạn xem mình đo thì nguồn nó không bị hỏng, đúng không ạ? Xem nào, mình sẽ nếu như vậy, nếu đã như vậy thì tôi cũng không việc gì tôi phải vội vàng. Và tôi sẽ hàn lại những cái chân linh kiện của con này. TV LCD mà bị nóng chân thì hơi hiếm đấy các bạn. Hơi hiếm. Một hiện tượng rất là hiếm. Và các bạn hãy phải quan sát trước khi các bạn vào là các bạn làm gì thì các bạn hãy cũng phải quan sát kỹ. Nó phi ra nguồn như này thôi thì mấy con cầu nắn ra là không hỏng rồi. Lúc vừa rồi mình cứ tưởng là bo cầu nắn có mấy con cầu điện áp đầu ra, khuếch đại điện áp đầu ra từ điện áp DC sang AC này. AC sang DC. Cũng có thể nó chập, nó làm ghim nguồn như vậy, nhưng mà khi mà mình đo đã có nguồn ra thì không phải nhé các bạn nhé. Và cái nguồn này nó đang bị chập chờn với nguồn cấp sau. Đây thì mình phát hiện ra, ví dụ như mình mắt thường mình nhìn này, mấy con linh kiện này nó đang bị già rất là nhiều và chân linh kiện khả năng nó có vấn đề. Và cái nguồn hồi tiếp này, photo quang hồi tiếp này mình thấy nó cũng kém này, kém chất lượng này. Rồi thì các bạn hãy chạy lại cho mình một chút. Thứ nhất photo quang này mình sẽ chạy lại đường mạch của nó, mạch in của nó. Con này mạch của nó hay bị thối. Chính vì vậy mà các bạn sửa đây, các bạn phải vệ sinh thật sạch những con linh kiện thối này, chân đi. Các bạn cạy sạch nó đi là vô tình là nó được đấy. Cạy sạch nó đi. Đây mình sẽ hàn lại những con linh kiện này. Đấy, chân nào mà cảm thấy có vấn đề thì các bạn hàn lại của mình. Các bạn đang theo dõi chuyển trực tiếp sửa chữa ban bệnh của con TV siêu mỏng nhé các bạn nhé. Bây giờ thì sửa TV này nó cũng đại trà rồi, nó không như mấy năm về trước ạ. Rồi, con này nóng, thực ra mình hàn lại vậy thôi nhưng nó chẳng nóng đâu. Mà quan trọng là các bạn phải vệ sinh. Các bạn phải vệ sinh những con linh kiện nó bị oxy hóa, là chân là một, thứ hai nó là những cái cái con linh kiện mà xem nào, còn tích điện không, tích điện nó sẽ bị giật hơn 2V thôi, không sao. 13V vẫn có này, không sao. Bây giờ các bạn hãy vệ sinh hộ tôi, mình nhìn thấy những con chân linh kiện này. Quan trọng nhất nhé các bạn nhé, vấn đề quan trọng nhất là các bạn con một con nguồn nó bị chập chờn như thế này thì các bạn vệ sinh hết lỗ tôi cái khu vực dao động này, đây này các bạn xem mạch nó thối rất là nhiều ạ. Dao động và hồi tiếp về đây này, cái mạch in này nhiều lúc nó hỏng, nó đứt, nó cũng dẫn đến hiện tượng nó bị nổi như vậy. Rồi,
Bây giờ tôi sẽ cắm nguồn vào nhé các bạn nhé. Tôi sẽ cắm thử nguồn cho mạch đi các bạn. Tôi sẽ cắm thử này. Tôi sẽ chưa vội bắt vít vào. Tôi sẽ cắm nguồn cho nó. Rồi, vẫn chưa thấy có hiện tượng nét màn hình sáng nha các bạn nhé. Vẫn chưa có hiện tượng nét màn hình sáng. Và bây giờ tôi sẽ đo thử lại một lần nữa này. Thử qua thử nha. Rồi này các bạn này, nguồn 5V nó có nó không đúng không? Mất hết nguồn đúng không ạ? 17V có này. Cái này mình chưa bắt vít vào à? Đây, chưa bắt vít vào thì mình phải đo mát ở đây. Rồi, con này khả năng chết hồi tiếp rồi. Đấy, mình đo nguồn không ra đúng không ạ? Không, vẫn không có nguồn ra. Và nguồn 5V lúc vừa rồi có thì bây giờ cũng lại mất luôn này. Đấy, chứng tỏ là không phải bị nóng chân nhé các bạn nhé. Không phải bị nóng chân đâu. Và bây giờ tôi sẽ thay thử opto. Thay thử opto hồi tiếp. Trước khi thay thì các bạn phải đo nguồn cho nó chờ nguồn nó xả hết điện ra. Không thì các bạn lấy một cái bóng điện và các bạn xả hết nguồn ra. Bởi vì thường nó chết hồi tiếp. Rồi nó xả hết rồi này. Nó chết hồi tiếp thì nhiều con nó xả nguồn rất là chậm. Thay hồi tiếp nhé các bạn nhé. Thay thử để lấy vận may ạ. Đây, opto hồi tiếp. Xem nào, trên mặt bàn này mình có con hồi tiếp nó không? Đây rất nhiều rồi các bạn này. Mình vớt ở trên mặt bàn rất nhiều này. Trường hợp này thì bạn nào biết đo hồi tiếp thì các bạn thay. Mình không phải lấy đồng hồ đâu, mình đo nữa. Bởi vì thay tương đương này nó nhanh. Thay tương đương là nhanh hơn các bạn. Okay. Vâng. Và sau khi mình thay photo quang xong thì tôi sẽ bật nguồn tôi thử các bạn nhé. Đây các bạn xem ạ. Đấy, các bạn xem nhé. Những khe nét đã sáng này. Những khe nét các bạn này. Đấy, mình tắt đi này. Bật lên này. Đấy, là nét màn hình của mình đã sáng. Chứng tỏ là cái nguồn của mình đã hoạt động rồi. Đây để mình kiểm tra thực tế. Kiểm tra thực tế thì các bạn hãy bật. Thứ nhất là nguồn cấp cho backlight này. 174V rất là ok đúng không ạ? Rồi, nguồn sẽ là nguồn bao nhiêu vôn đây? 75V. Rồi, chu kỳ. Được chu kỳ của anh lại. Đây còn nguồn cấp cho vo chính này. Trên thân người ta ghi 13V đấy ạ. 13V. Đấy là vo chính đã có rồi. Thì nó chưa cắm vo chính vào, nó chưa tụt xuống nguồn 3V bởi vì nó ăn dòng. Ăn dòng nó mới tụt. Đây là điện áp ảo. Rồi, 5V nhá. Ok nhá. Đấy, chính tỏ là cái bo nguồn của mình sửa mà nó đã hoạt động rất là tốt rồi đấy các bạn. Cực kỳ đơn giản đúng không mọi người? Đấy. Thì các bạn xem video của tôi, các bạn thấy hay tiện ích thì các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi nhiều video tiện ích hơn. Và như thế này thì khác gì tôi vừa sửa xem và tôi vừa chỉ cho các bạn. À vừa sửa và vừa chỉ cho các bạn rồi đấy các bạn. Đấy. Và nhiệm vụ của mình bây giờ mình chỉ còn việc cắm main chính vào và mình đóng TV vào và trả khách hàng thôi. Cho thử xem còn cái vấn đề gì không thì các bạn xử lý nốt cho khách hàng. Còn không thì các bạn đóng nắp TV vào, các bạn trả cho khách hàng nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Các bạn xem video của Chuyển Tiện Ích, hãy đăng ký kênh cũng như chia sẻ kênh để ủng hộ mình các bạn nhá. Rồi, về vấn đề về đóng nắp thì tôi sẽ không quay nữa. Mình sẽ ngắt tại đây bởi vì nó đóng nắp thì thử TV thì chắc chắn là chạy rồi. Bởi vì khi một người thợ mà kiểm tra và thay đúng linh kiện mà TV đã chạy thì rất là đơn giản đúng không ạ? Đấy, để không làm mất thời gian của các bạn theo dõi thì mình sẽ xin tạm dừng cái video trực tiếp sửa chữa bo nguồn ở đây. Vậy, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.